Thì Thảo luôn hy vọng rằng anh Long đẹp trai sẽ bước tiếp vào vòng trong sau ca khúc Duyên Phận. Vì vậy thì Thảo chọn cho anh Long đẹp trai cái vòng lột xác là một bài hát mà bắt anh Long đẹp trai phải nhảy. Mà bởi vì từ đó giờ anh không bao giờ nhảy hết trơn á, mà anh cũng không bao giờ hát nhạc sôi động, anh chỉ hát những cái ca khúc bolero thôi. Cho nên cái vòng lột xác này khi mà yêu cầu á, idol hình tượng của mình á cần phải có vũ đạo rồi vũ đoàn thì Long cũng hơi lo. Thật ra cái vũ đạo của Long thì nó hơi yếu, nếu như nó không nói là nó hơi kém. Anh Long đẹp trai á, ảnh cũng thông minh lắm. Ảnh lên sân khấu ảnh có cách để mà biến hóa một bài nhạc nhảy thành sở trường của ảnh luôn. Một bài hát
được dàn dựng và tính toán rất là chặt chẽ, diễn nó cũng mới hơn, yếu tố khôi hài lồng ghép vào đây nó sẽ làm cho người ta xem giải trí hơn. Những chiêu trò mà Long đã nghĩ ra và đã bỏ vào trong bài hát này là hoàn toàn hợp lý. Một tiết mục là bùng nổ, nhưng ước gì nó làm cái cao độ của nó được đẩy tới nơi tới nóc á, thì nó sẽ không bị làm khó cho cả hai. Xin cảm ơn phần nhận xét của giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Con xin mời phần nhận xét của giám khảo Thanh Hà. Trước tiên á là chị thấy là chị thích cái lối hát của Long, tức là nhịp Long rất là chắc. Đúng. Chị thích cái nhịp, cái lối hát nhịp chắc. Em ơi anh những con thuyền kia mãi lênh đênh trôi theo sông nước ngoài khơi. Trôi đi bao niềm đau đã vây kín trong lòng. Cái chất giọng của Long là chị đã thích ngay từ đầu rồi. Một cái điều yếu tố mà chị thích trong cái ca khúc này đó là cái những cái điều biểu diễn hài nhỏ nhỏ mà Long làm nó rất là đáng yêu. Mặc dù cái bụng nó có hơi phè phè ra một tí xíu mà chị vẫn thích luôn. Nó có một cái gì đó rất là Long. Lúc này em thấy chị cười to lắm. Chị thích. Tuy chỉ có cái đoạn mà gần chót á thì Long lại quên bài, nghĩa là chưa thuộc cái bố cục của cái bài này. Mây trên cao chân bước chân trời và theo gió cuốn trôi đi bao nhiêu mộng mơ. Cho nên chị nhắc nhở để làm gì? Chị không muốn thấy điều này xảy ra lần tới nữa. Ha. Và xin cảm ơn lời nhận xét của giám khảo Thanh Hà. Và cuối cùng xin mời nhận xét của giám khảo Tấn Bèo ạ. Anh hãnh diện quá. Anh hãnh diện. Rất hãnh diện là khi anh em mình hài mà được những vị giám khảo danh ca không nói em những cái lời mà khen tặng vậy thì anh ngồi anh sướng. Anh không còn gì mà vinh dự bằng. Đầu tiên là phần trải nghiệm của giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Tiết mục này sẽ nhận được hơn 9,75. 9,75 từ giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Và xin mời phần trải nghiệm của giám khảo Thanh Hà. 9,75. 9,75 từ giám khảo Thanh Hà. Rồi, tới lượt anh Tân Bèo rồi đó. Em thấy rồi chưa? Vậy thì thôi. Nếu vậy thì tất cả cũng cỡ đó thôi, 9,75. 9,75 từ giám khảo Tân Bèo. Cảm ơn anh nhiều. Và xin cảm ơn phần trải nghiệm của ban giám khảo. Và xin cảm ơn phần dự thi của thí sinh Long đẹp trai.